Vâng, thưa quý vị và các bạn, một vấn đề khác cũng liên quan tới y tế. Sáng nay, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình xử lý vụ việc 3 trẻ tử vong sau khi được phẫu thuật nhân đạo hở hàm ếch tại Bệnh viện Quân y 87 tỉnh Khánh Hòa. Sau 2 tiếng diễn ra căng thẳng, thì điều mà dư luận quan tâm nhất là nguyên nhân nào khiến 3 trẻ tử vong. Đại diện Bộ Y tế vẫn chưa thể có câu trả lời do còn phải chờ kết luận từ hội đồng chuyên môn. Do đó, phần lớn thời gian của họp báo dành để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Cuộc họp báo của Bộ Y tế nóng lên ngay từ đầu khi các phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi về việc tại sao Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật mỉm cười Oscar không có chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn được tổ chức mổ từ thiện. Bộ Y tế có biết việc bác sĩ Phạm Văn Ái, giám đốc trung tâm này hiện đã bị rút chứng chỉ hành nghề do từng phẫu thuật thẩm mỹ làm bệnh nhân tử vong hay không? Các bác sĩ khác trực tiếp tham gia phẫu thuật có chứng chỉ hành nghề hay không? Trả lời các câu hỏi, đại diện Bộ Y tế thừa nhận Trung tâm Oscar không có giấy phép hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, mà chỉ có giấy phép hoạt động của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế, trung tâm này và cả bác sĩ Phạm Văn Ái đều không trực tiếp khám chữa bệnh hay phẫu thuật, mà chỉ đứng ra làm trung gian kêu gọi, tập hợp các y bác sĩ khác có đủ chuyên môn để tiến hành phẫu thuật nhân đạo. Vậy thì ở Khánh Hòa có 2 điều kiện. Thứ nhất là đủ điều kiện cơ sở và khám chữa bệnh là bệnh viện 87. Còn con người như là người hoạt động khám chữa bệnh thì trung tâm Oscar này đang mời các chuyên gia mà có chứng chỉ hành nghề để thực hiện cái việc họ tổ chức hoạt động. Như vậy về mặt chuyên môn quản lý khám chữa bệnh ấy là họ đủ điều kiện để thực hiện công tác khám chữa bệnh, công tác thực hiện 787 của Bộ Quốc phòng. Liên quan đến trách nhiệm của Bệnh viện 87 Bộ Quốc phòng, đại diện Cục Quân y khẳng định Bệnh viện 87 không có chức năng kiểm tra giấy tờ, chứng chỉ của Trung tâm Oscar. Sau khi Sở Y tế Khánh Hòa đã cấp phép cho Oscar, thì Bệnh viện 87 mới đồng ý tham gia. Nhưng do không có chuyên môn sâu về nhi khoa, nên đơn vị này cũng chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất. Khi chúng tôi kiểm tra rất kỹ, thì Viện 87 có một hợp đồng rất chặt chẽ với Trung tâm Oscar. Trong đó quy định mọi nội dung từ thuốc men, con người, quy trình phẫu thuật là hoàn toàn là do Oscar. Viện 87 chỉ cung cấp cái phòng mổ và một số giường bệnh nếu cần thiết thăm, và nhân viên y tế chạy ngoài hướng dẫn cách đi lại trong bệnh viện trong thuận lợi. Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết thêm, sau sự cố, Trung tâm Oscar đã có văn bản khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm chứ không chối bỏ. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn sẽ rà soát lại để làm rõ việc giấy phép của Oscar có đủ tính pháp lý để đơn vị này tổ chức phẫu thuật từ thiện hay không. Nếu nói họ không phép thì cũng không đúng, bởi vì họ được cấp phép bằng Sở Khoa học Công nghệ. Nhưng cái phép đó là có đúng với yêu cầu của một cái tổ chức tham gia nhân đạo không? Thì điều này chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ, phối hợp cùng với Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Các chuyên gia pháp lý của Y tế sẽ phải làm việc cụ thể để đưa ra kết luận về này. Thế còn việc mà họ thực hiện là được phép của Sở Y tế Khánh Hòa thì có nghĩa là cái việc mà họ làm đấy là hợp pháp. Thế còn về cái quy trình thẩm định như thế nào ở bên ngoài, chúng tôi cũng sẽ làm rõ xem là anh cấp như vậy, anh theo một cái căn cứ nào thì chúng tôi sẽ làm rõ. Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8, 3 trẻ em tại Khánh Hòa đã tử vong khi tham gia một chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị hở hàm ếch do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười Oscar Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 tổ chức. Được biết, Trung tâm Oscar đã tham gia phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho khoảng 2.000 trường hợp trong suốt 9 năm qua, nhưng chưa từng xảy ra sự cố. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, chiều ngày 28 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã thông tin chính thức kết luận của Hội đồng chuyên môn về vụ 3 trẻ tử vong khi tham gia phẫu thuật từ thiện. Hội đồng thống nhất kết luận 5 nội dung gồm vụ việc có liên quan đến quá trình gây mê, nhưng nguyên nhân cụ thể thì cần phải có thêm bằng chứng pháp y, kiểm định độc lập thuốc và trang thiết bị gây mê, quy trình chuyên môn của Oscar còn một số thiếu sót ở các khâu chưa có quy trình cụ thể, khám tiền phẫu và xét nghiệm tiền phẫu chưa đầy đủ, không có chuyên khoa nhi tham gia vào quá trình khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, không theo dõi huyết áp trong quá trình phẫu thuật, không kịp thời ngừng ngay phẫu thuật khi có tai biến xảy ra. Công tác tổ chức phối hợp giữa Oscar với các cơ sở điều trị có chuyên khoa ở địa phương chưa chặt chẽ, Oscar không báo cáo kịp thời thay đổi nhân sự trong quá trình phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 87. Về trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế Khánh Hòa, Sở đồng ý để tổ chức Oscar phẫu thuật từ thiện trên cơ sở tổ chức này đáp ứng đầy đủ thủ tục theo quy định và có sự giám sát chặt chẽ. Bệnh viện Quân y 87 cung cấp thuốc gây mê hợp pháp có hạn sử dụng đến năm 2016.